Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục lên cần. Đây, hôm nay lên đa phần là cần ráp khúc nha mọi người, cần ráp khúc. Chủ yếu là mấy cây to thôi. Về đánh lục, bạc bãi rồi. Đây, cũng có mấy cây nhỏ nhỏ nhưng mà cũng ít nha mọi người. Đây. Rồi. Dẹp qua bay này qua cho nó dễ nè. Đầu tiên là một cây cần đai hoa. Đấy, cái cần này nó gọn lắm, thu vào có 65 cm thôi. Bát Fuji này. Đấy. Cứng 50, dài 2m7, made in Korea, xuất Nhật nhá. Đấy. Khoan thì có cái hư. Đấy, có cái lành nhá. Như hình nhau rồi, như cái này bị đứt này, đứt này này cũng đứt này. Đấy, về mọi người dán keo hoặc là thay tùy mọi người. Đấy, ok, lóng này, đầu bu cũng bị bung chỗ này ra này, về mọi người cọc nhựa chỗ này lại là được. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng bị sai sát nhau, năm lóng này. Cần này dài, đây phần dưới này nó hơi bị bể nha mọi người. Đây, dưới cần này hơi bị bể này. Đấy nhá, cần này dài 2m7, thu vào 65 cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 280 g. Cái này số 1 bình thường mình bán 290.000. Số 1 bình thường bán 290.000. Hôm nay giảm giá đặc biệt bán 190.000 nha mọi người. 190.000. Đấy. 190.000. Ok. Tiếp theo là một cây cần 3 khúc. Cây cần này là của Olympic. À, đây qua. Cần này đây qua. Bát vặn kim loại nha mọi người. Đây, cái phần mốt này thì hơi bị khô cứng rồi. Không sao đó nha. Nó bị hư một cái khoang. Hư một cái khoang gần đầu bu thôi nha mọi người. Nó có 4 khoang và một đầu bu thì nó hư một cái khoang gần đầu bu. Đấy, mọi người tự thay nhá. Đấy, mình uống độc cho mọi người xem thử. Không có ráp vào mất thời gian lắm, mọi người về ráp nhé, mình ráp thử ok rồi. Đây, cây cần này dài 3m6, thu vào 1m03. Cây cần này để mình coi thử nặng khoảng bao nhiêu so với cái này. Cái này nặng khoảng cỡ 500 mấy gram, mọi người, 500 mấy gram ấy, nặng khoảng 500 mấy gram. Đấy, cái đọt của cây cần này, đọt của cây cần này khoảng cỡ 3 ly, đọt khoảng 3 ly nha mọi người, đọt khoảng 3 ly. Cây cần này bình thường mình bán 190, số 2 bình thường mình bán 190, hôm nay giá sập sàn chỉ có 150, sập sàn nha mọi người. Có mấy cái cần này toàn hai cái ống không ạ, như cái này thì ống mấy kia nữa, cái này giờ mà quất lung đấy. Này, tiếp theo một cây cần đai hoa nữa, 3m9. Đấy, mặt bãi hay gỗ lục thì cũng được, khoan bát còn ok nha mọi người, khoan bát còn ok. Đấy, uống cái độc cho mọi người xem. Ok, bát Fuji FX7 này. Cái cần này dài 3m9, thu vào là 1m38.
độc là 3,3 ly, cân nặng là 700 gram. 700 gram cho mọi người. Đây, cái này giá khuyến mãi số 3 280.000. Số 3 280.000 nha mọi người. Số 4 là một cây cần 3 khúc tiếp. Cây cần 3 khúc này nó bị hư cái, nó có 4 khoang và một đầu bu, thì nó hư mất một cái khoang gần cái khoang cái dưới cùng của mọi người. Đấy, nó hư một cái khoang đấy. Đọc đây. Cái cần này dài 3m6. Thu vào. Thu về là 1m28. Thu về 1m28. Ok. À, đọt của cái này khoảng cỡ 3 ly. Khoảng cỡ 3 ly. Cân nặng thì khoảng cỡ 500 hơn. Hơn 500 gram tí nhá. Đấy. Cái này cây số bát vặn nha mọi người. Cái này bát vặn kim loại nhé. Bát vặn kim loại nhé. Cái này cây số số 4. Đấy. Cái này 120.000. Số 5. Đây. Số 5 là cái cần này. Đấy, cần khúc. Đây, cần này 4 khúc nha mọi người. 4 khúc. Cần này 4 khúc. Cái cần này thì của Daiwa Olympic gì đấy, nhưng mà mắc tên rồi. Đây. Đấy, cho mọi người xem nhé. Dưới này nè, dưới này nó đi biển nè, trơn tay nó quấn nhựa hết trơn rồi nha mọi người, quấn nhựa hết rồi. Không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Đấy. Đây, đọc đây. 4 khúc nha. Khoan bát còn ok hết. Đấy, cái này khoan bát còn ok hết nha. Đấy, khoan kiểu này nè. Đấy, dàn khoan kiểu này đây, khoan kim loại. Nha. Đấy, bát vặn kim loại nè. Đấy. Cái này dài 5m rưỡi, thu vào là 1m52, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 1kg 460 gram. Đấy, cái này đi biển trên tàu trên đồ thôi. Đấy, cái này 500, giá bán bình thường của mình hôm nay, giá khuyến mãi sập sàn, giá khuyến mãi sập sàn 390.000. 390.000 nha mọi người. 390.000. Số 6 là một cây cần này. Con này quân nào ta? Đây. Đây, dòng Spinketer 36 nha. 36. Đây. Đọt. Uống đọc cho mọi người xem nhé. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 4 lóng. Đấy. Cái cần này thì cũng bị vỡ cái nắp vặn chân cần rồi. Mất mấy cái nắp vặn chân cần rồi. Đây là mọi người về thay cái nắp xu rồi nhé. Thay nắp xu vào. Thì khoang này. Khoang này mình coi như hư nhé. Hai cái khoang, ba cái khoang này mình coi như hư hết rồi nhé. Đấy, về mọi người thay, nó chỉ còn cái khoang cái này với lại cái đầu bu thôi nhé. Bát Fuji FX7
Cần này dài 3m6, thu vào là 1m05. Đột của nó thì khoảng cỡ là, cái đột này khoảng cỡ 2 ly, cái dưới 2 ly nha mọi người. Đấy, cân nặng, cân nặng của cái cần này khoảng cỡ 300 mấy gram á, 300 mấy á. Đây, cái này cái số 1, cái này cái số 6. Số 6 140.000, 130.000 nha mọi người, 130.000. Số 6 130.000. Số 7 là một cây cần 4 khúc. Đây, 4 khúc. Như mọi người đã thấy, cái cần 4 khúc này thì ok. Đấy. À, chỉ có là cái khúc đột á là nó bị mắc hai cái khoang, người ta đã cột lại hai cái khoang khác rồi này. Đấy, hai cái khoang khác nhé. Hai khoang khác chủng loại nha mọi người. Đấy, khác chủng loại. Đấy. Một hai khoang khác chủng loại nhé. Nhưng mà khoang này cũng rất là xịn. Đấy. Và cái đây, cái đầu u nó đây. Ok. Đấy. Bát Dulux FS8 nha. Mình muốn thử cái đọc cho mọi người xem. Này, cái khoang gần cái đầu bu với cái nhựa nó cũng bị tục rồi, về mọi người cọc lại nhá. Đây. 4 khúc. Cái này dài 4m4, thu vào là 1m24. Đọt là 3,6 ly, cân nặng 940g, 940g. Cây này cây số 7. Số 7. Số 7 190.000 nha mọi người. Đây. Số 8 là tiếp tục một cái cây 4 khúc. 4 khúc dạng siêu to khổng lồ của NFT. Đây, những cái khoang này đây. Em coi đầy đủ khoang không nhé. Đây, đầu bu đa hướng này. Đấy, khoang còn ok nha mọi người, khoang còn đầy đủ. Đấy, khoang còn đầy đủ. Đây. Đây. Có cơ số chỗ thì cái nhỡ hơi tróc tróc như thế này, về mọi người dán lại nhé. Đấy, khoang còn đầy đủ. Đúng cái đọc cho mọi người xem nhé. Đây, đọc của nó đây. Ok. 4 khúc nha mọi người, 4 khúc. Nó cũng được càng siêu to khổng lồ. Đấy. Cây này dài 5m4, thu vào là 1m5, đọt 2,5 ly, cân nặng là 1260g. Đấy. Đây là cái số 8. Đây. Số 8. 250.000. Số 8 250.000 nha mọi người. Số 9. Đây, một cây câu lục hoặc là bạc bãi rồi cũng được. Đây. Bát FK FF7. Cái của Olympic nha mọi người. Cái này của thằng Olympic, hãng Olympic ấy. Đây. Dàn khoang còn ok đẹp luôn nha mọi người. Khoang ok đẹp luôn. Đấy, đầu bu này. Đấy. Một lóng
hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Đây, cái cần này dài 3m9, thu vào là 1m18, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 740g, 740g. Đây là cây số 9. Số 9. Cây này 260.000. 260.000 nha mọi người. Số 10 lại tiếp tục một cây 3 khúc đai hoa 39 mặt bãi hay cầu lục cũng được. Đấy, cây này thì khoan bát đầy đủ, khoan bát đầy đủ nha mọi người. Đấy, Fuji FX7 cần này dài 3m9, thu vào là 1m37, đọt 3,3 ly, cân nặng là 680g, 680g. Cây này cây số 10. Số 10 280.000. Số 10 280.000 nha mọi người. Số 11. Số 11 tiếp tục một cây cần 3 khúc Olympic. 3 khúc Olympic khoan bát đầy đủ. Đấy, khoan bát đầy đủ. Vô đây. Okay. Bát vặn kim loại này. Đấy. Cái cần này dài 3m6, thu vào là 1m28, độc là 3 ly, cân nặng là 600g, 600g. Cái này cây số 11. 11. 280.000. 11 280.000 nha mọi người. Đấy. Hai là một cây cần Olympic 4 khúc nha mọi người. Cây cần Olympic 4 khúc này khoan bát đầy đủ. Khoan bát đầy đủ nha. Đây. Khoan bát đầy đủ, đầu bu ok nha. Đấy. Cây này thì dài 3m9, thu vào là 1m08. Đọt của cây cần là đọt của cái cần này khoảng cỡ 2,3-2,4 ly. Đấy, cân nặng của cái cần này khoảng trên dưới 600g nha mọi người, 670g á. Cái này cây số 12. Số 12. 240.000. Số 12 240.000. Giá giảm sập sàn luôn nha mọi người. Đây. Bao lỗ. Mình lỗ luôn. Tiếp theo, một cây câu lục hoặc là bạc bãi nha mọi người. Bass Fuji FX8. Đấy. Cứng 30, dài 4m2, made in Korea, xuất Nhật nhé. Đấy,
dàn khoan, khoan còn thấy còn đẹp thấy mọi người, khoan Fuji đẹp thấy á, khoan đẹp, đây đầu cứng cáp lắm nha, 1, 2, 3, 4 lóng. Đây bát Fuji FS8 nha, cần này là của hiệu Ryobi nha mọi người, nó dài 4m, à đúng rồi, dài 4m2, thu vào là 1m21, độc 3,7 ly, cân nặng 580g. Đây là cái số 13, 250.000. Số 14. Đây, số 14. Tiếp tục là một cây cần 4m2, cần 4m2. Vừa câu lục được mà vừa bạc bãi được nha mọi người. Thêm tính năng gì nữa thì mình cũng không chuyên lắm. Đây. Cái gốc hình như nó bị hư một đoạn, người ta gắn thêm cái gốc gỗ vào nha mọi người. Người ta gắn thêm cái gốc gỗ vào này. Đấy. Người ta mở cái nắp chỗ này ra, người ta thêm cái gốc gỗ để người ta cầm hay sao ấy. Đấy. Cần này dài 4m1, thu vào là 1m22, độc của cái cần này thì khoảng cỡ 2 ly, trên dưới 2 ly nhé, trên dưới 2 ly. Cân nặng của cái cần này, cân nặng của cái cần này khoảng cỡ 400g nha mọi người. Đấy, khoảng cỡ trên 400g. Ok. Đây, cái khoan trung gian này coi như hư hết đi nha mọi người. Đấy, giờ mình chỉ tính cho mọi người là đầu bu này, với lại bát này, Fuji FS7 này. Đấy. Khoan cái còn đẹp ok luôn này. Ok. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nhé. 4 lóng, 5 lóng. 5 lóng tất cả. Rồi, cây cần này số 14. 14 nha mọi người. 14. 130.000. 14, 130.000. Số 15. Đây. 15 là một cây cần 4 khúc. Cần này của Daiwa nha mọi người, 4 khúc Daiwa. Đấy. Khoan bát còn ok. Đấy, đầu bu thì người ta thay cái đầu bu khác rồi nhé. Đầu bu này người ta thay cái đầu bu khác rồi. Nhưng mà khoan bát còn ok, nó bị tụt đầu bu nên người ta thay cái đầu bu khác rồi nhé. Còn những cái khoan bát khác thì còn ok hết. Đấy. Đây, bát vặn kim loại này, sáng bóng luôn. Cây này dài 4m rưỡi, thu vào là 1m2, độc là 4,1 ly, cân nặng là 1 ký mốt, 1100g. Cây này cây số 15. 15. 190.000. Đấy. 15, 190.000 nha mọi người. Tiếp theo 16. 16 tiếp tục là một cây cần Olympic. Olympic, cây cần này, cây cần này, cây cần 4m2, 3 khúc 4m2 nha mọi người. 3 khúc 4m2, khoan bát đều còn ok nhé. 4 khoan và 1 đầu bu đều còn ok nha mọi người. 4 khoan và 1 đầu bu đều còn ok. Khoan và 1 đầu bu đều còn ok. Bát vặn kim loại này. Đấy. Cái cần này dài 4m2, thu vào là 1m53, độc là 4,2 ly, cân nặng của nó là 820g.
cây này cây số 16. 16. 290.000. 16 290.000 nha mọi người. Số 17. Đây, 17 là một cây cần 3 khúc hiệu TFR nội địa Nhật nhé. Đấy. Cây cần này thì khoan bát đầu bu còn ok, khoan bát đầu bu còn ok. Nhưng mà có điều là cái đốc số 2 nó bị nứt gãy gì đó, người ta cắt một đoạn rồi này. Cắt một đoạn này khoảng cỡ 7 8 phân gì đó. 7 8 phân gì đó nha mọi người. Đây, nhưng mà mình vẫn xem phân nhắc cho mọi người xem nhé. Hoặc là về mọi người gia cố thêm ống rồi đây. Mà tùy mọi người nhé. Đây. Đây. Ống vẫn nhát vô bình thường nha mọi người. Đây. Đây nhá. Nó nhát vào được chừng này nha mọi người. Đấy. Mọi người cứ để ý, bình thường là nó nhát tới đoạn này kìa. Nhưng mà giờ nè, giờ nó nhát chừng đó. Ok nha mọi người. Đấy. Thích thì mọi người về gia cố thêm cái ống, còn không thì mọi người để như thế này, cao vừa phải, giảm tải xuống tí được, không sao nhé. Cái này dài 3m3 nè, thu vào là 1m16 nè, đột là 3,7 ly, cân nặng là 560g. Cái này cây số 17. 17. 130.000. 17 130.000 nha mọi người. Đấy. Số 18. 18 là một cây cần 2 khúc. Đây, cần này của hiệu Ebisu nội địa Nhật. Cái cần 2 khúc. 2 khúc nhưng mà nó có 2 đột nha mọi người. 2 khúc nhưng mà nó có 2 đột. Đấy, 2 khúc 2 đột nhé. 2 khúc nó có 2 cái đột. Chuẩn 2 cái đột khác nhau. Một cái đột là 1 cái đột là cứng 80, một cái đột cứng, một cái đột là cứng từ 60 đến 80, một cái đột là cứng từ 100 đến 150. Thì cái này là 100 đến 150 nè. Đấy, 100 đến 150 là tính từ đầu đột tới cuối đột nhé. Đấy. Còn cái đọt này là từ 60 đến 80 nè. Đấy. Ok. Đó. Cần này có trong túi luôn nè, rất là mới nha. Có trong túi nên rất là mới. Nè. Cái cần này dài 1m8 này, thu vào là 96cm, đọt là một cái 2,9 ly, một cái là 5,1 ly. Cân nặng là một cái 280g, một cái là 300g nhé. Ok. Cái này cây số 18. 18 450.000. 18 450.000 nha mọi người. Số 19. Số 19 là một cây cần cũng kiểu bạo lực đây. Đây, Waco nội địa Nhật nhé. Waco nội địa Nhật. Khoan bát còn ok hết nha mọi người. Này, bát Fuji nè, khoan bát còn ok hết. Đấy. Đầu bu là đầu rồng rọc luôn nhé. Này, đầu bu là đầu rồng rọc luôn, cứng ngắt. Đấy. Cây này thì dài 2m1. Dài 2m1, thu vào là 1m11. Đọt là 4,2 ly, cân nặng là 400g, cân nặng 400g. Cái này cái số 19. 19. 19. Cái này à 390.000. 390.000 nha mọi người.
số 20. 20, một cái cần Daiwa. Đây, cũng đột to rồng rọc nhé. Đột to chạy rồng rọc nhé. Đầu bu rồng rọc nhé. Khoan bát ok. Bát vặn kim loại luôn. Đấy. Cứng ngắt nha mọi người. Đấy. Này, bát vặn kim loại nhé. Cần này hiện tại là mình đo thực tế là dài 1m97 này. Bao nhiêu 2 mét đấy. Đột là 1, đột là 5,3 ly. Đấy, thu vào là 1m01 này. Cân nặng của nó là 500g, 500g nhé. Cây này cây số 20. 20. 320.000. 20, 320.000 nha mọi người. Hai mươi mốt đây, một cây cần Daiwa 2m1 đấy, đọt nè, ok. Daiwa 2m1, cây cần này thì khoan bát ok, đầy đủ hết nha mọi người, đầy đủ tốt đấy. Hai khúc bát Fuji FS6 này. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 1m09, đột là 1,2 ly, cân nặng là 220g. Cái này cái số 22. Này số 21 nha mọi người. 21. 21. Hai trăm sáu mươi nghìn. Số 22. 22 là một cái cần Shimano nhé. Cần Shimano 2 khúc. Cần si ha, mono 2 khúc, đọt cũng khá là cứng nhé. Đấy. Này, cái độ năng của nó này. Đấy. Bát vặn kim loại này. Đấy. Khoan bát ok, chỉ có là thiếu mà nó hư mất một cái khoan gần cái khoan cuối cùng của cái đọt nha mọi người, gần cái khoan cuối cùng của cái đọt. Đấy, khúc đọt. Ok, về mọi người thay cái khoan này đơn giản mà. Bát vặn kim loại này. Cây này dài 2m1, thu vào là 1m08, đột là 3,2 ly, cân nặng là 400g. Cây này cây số 22. 22. Cây này 240.000. 240. Đấy, vì hư một cái khoan. Ok. Số 23. 23 là một cây cần đây. Nó có hai đọt, một cái đọt cứng 50, một cái đọt cứng 80. Không biết cái đọt này chắc cứng 50, dài 2m4 nha mọi người. Nhưng mà hiện tại giờ mình cây cần này giờ mình chỉ có một cái đọt thôi. Đấy. Đấy. Hai khúc nhá, hai khúc. Dàn khoan bát ok nha mọi người, khoan bát còn nguyên, đẹp nhá. Ok. Này. Bát vặn Fuji nhá. Đấy. Cần này dài 2m4, thu vào là 1m25, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 360g. Cái này cây số 23. 350.000.
số 24. 24 là một cái cần Olympic 3m3 nha mọi người. 3m3. Cái cần này thì khoan bát còn ok hết. Chỉ có là cái đầu bu này. Đầu bu này nó bị chỗ đoạn chỗ này nó bị tụt ra hay bị gãy gì đó. Tụt ra bị gãy gì đó, người ta gắn hay là người ta chế, người ta cao cái gì đó người ta chế chỗ này nhé. Người ta đã gắn thêm một đoạn ống chỗ này rồi, gắn thêm đoạn ống chỗ này. Người ta làm cũng rất là đẹp cho mọi người. Còn tùy, nếu như người không thích thì mọi người về có thể bỏ đoạn ống này ra, lấy cái đầu bu này thả xuống lại dưới này nhé. Theo mình nghĩ thì người ta đang chế cái gì chỗ này hay sao ấy, hay là vô tình người ta làm gãy cái đoạn độc chỗ này ngay sát đây luôn nha mọi người, chứ nó không có bị mất đi cm nào cả. Người ta nấu lên còn dài hơn tí nữa đấy. Ok đấy, các khoan các cái bát còn ok nhé. Khoan bát còn ok, bát FK FX7 này. Cần này hiện tại là nó là dài 3m3 nhưng mà nó nấu thêm xí này thành là 3m35 nha mọi người. Đấy, cân nặng là 410g, thu vào là 1m25. Đấy, bình thường thu vào khoảng có 1m2 thôi. Đọt là 3,7 ly. Đây này, cây số 24. Đấy, 250.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code, và cũng như những video khác mình đã nhắc đi nhắc lại, đó là mọi người phải kiểm tra hàng trước khi nhận hàng, xem nó có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Đấy, có gì thì báo cho bên mình để hỗ trợ. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người không xem hàng rồi cứ nhận hàng rồi báo cho mình bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.